Chào các bác nhé. Hôm nay bên em lại mới về phấn hoa về để gửi tới các bác nuôi ong trên mọi miền tổ quốc. Thì phấn nhà em sẽ chi tiết này. Phấn nhà em là phấn ngô nhé. Thì tuy trên thị trường rất chi là nhiều những loại phấn, nhưng bên em sẽ cung cấp một loại phấn, đó là phấn loại 1, loại ngon nhất người ăn ong ăn các bác ạ. Bởi vì với cái phấn này nhá, nó rất chi là giàu dinh dưỡng và rất chi là tốt để các bác bồi bổ cho ong ở cái thời điểm khan hiếm hoa này. Thì đây là phấn ngô. Phấn ngô là một loại thơm ngọt, dễ thích ứng nhất với con ong. Đối với các bác mà mới nuôi thì các bác sẽ áp dụng là phấn ngô nhé. Này, phấn ngô đây. Và bột đậu. Bột đậu tương của bên em thì đã được sàng hết vỏ sành sạch sẽ rồi, chỉ còn lõi xong đi nghiền đây, vô cùng là thơm ngon đây này các bác này. Và tỷ lệ pha sẽ là 1:1 nhá. Còn nếu như các bác mà cần kích thích tăng trưởng ong thì bên em có cái gói kích thích tăng trưởng ong này. Với cái gói này nhá, thì bên em cũng là một bên nuôi ong chuyên nghiệp, cũng nuôi số lượng rất chi là nhiều, cũng đã áp dụng trên đàn ong của gia đình mình và thấy nó rất chi là tốt, cho nên là em gửi tới các bác hàng Việt Nam nhá. Bởi vì bên em dùng cái gì thì sẽ chi tiết với các bác loại đấy. Hàng chuẩn. Một cái gói này nó sẽ là nửa kg nhá. Đấy, thì qua cái video này, các bác ở trên mọi miền tổ quốc mà đang cần tới những cái sản phẩm kích thích ong hoặc là đồ cho ong ăn, dụng cụ nuôi ong thì hãy liên hệ trực tiếp tới shop em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295. Đấy là số điện thoại chính của bên em, chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ cũng như là cái thức ăn dành cho ong ăn. Và phấn thì đảm bảo với các bác là bên em sẽ gửi loại phấn ngon nhất nhá. Không có loại 2 mà chỉ bán loại 1 thôi. Thực sự với các bác là như thế. Phấn rất khô và thơm ngon như thế này. Đấy. Thì với những cái phấn như này và những cái dụng cụ nuôi ong thì đơn vị em nhận gửi cho các bác trên cả nước. Các bác nào ở đâu mà đang cần những cái dụng cụ hoặc như là cái đồ thức ăn cho ong ăn này thì hãy liên hệ luôn tới bên em. Đấy, em sẽ tư vấn các bác cụ thể và cũng như là những cái sản phẩm ngon nhất của bên em. Về thì các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhé. Đấy, phấn thì sẽ chuẩn đẹp như thế này. Phấn sàng sấy rất chi là sạch đẹp. Đấy. Thì với cái phấn như thế này thì bên em nhận ship cho các bác theo nhu cầu nhé. Các bác có thể dùng 1 cân hoặc là dùng 2 cân hoặc dùng số lượng nhiều. Có bác dùng nhiều thì dùng tới cả bao. Các bác dùng ít thì dùng 1 cân 2 kg. Cứ liên hệ tới bên em và tham khảo tất cả những cái đồ ong khác của bên em nhé. Đầy đủ để gửi tới các bác. Một cái video ngắn về phấn, bột đậu và cái kích ong thì em cũng vừa chi tiết rồi. Đấy, thì các bác cần thì các alo trực tiếp hoặc để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Là một đơn vị cung cấp số lượng lớn và tất cả các đồ ong thì các bác cứ liên hệ để tư vấn cho nó rõ ràng nhé. Đấy, và việc mua bán thì các bác chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại thôi. Em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Loại 1 100%, các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Vâng, chào các bác. Các bác mà quan tâm thì đừng quên ấn đăng ký kênh, nút đỏ và chuông để mỗi video em sẽ đăng tải một cái sản phẩm hay để gửi tới các bác. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.